Anh chàng cảnh sát này đang đẩy chiếc cano ra đường để chặn một chiếc xe ô tô lại. Chiếc xe ô tô đang lao nhanh va vào chiếc thuyền và lăn vài vòng. Sau đó, người đàn ông và cô gái trong xe đi ra. Anh cảnh sát dùng súng khống chế nhưng hai người này vẫn ngoan cố muốn bỏ chạy. Cô gái vừa bỏ chạy ra đường thì bị một chiếc xe bán tải chạy lên và tông vào lăn ra chết không kịp nhắm mắt. Người đàn ông đi chung tức tối khi nhìn thấy bạn gái chết trước mặt. Hắn muốn biết tên của anh cảnh sát này. Hắn không nhìn thấy bảng tên và nói rằng anh sẽ nhớ mặt tên cảnh sát này. Hắn tên là Miles, một tên tội phạm khét tiếng đang bị FBI truy nã. Còn anh cảnh sát này chính là Danny, nhân vật chính của chúng ta. Câu chuyện không hề đơn giản kết thúc ở đây. Tên tội phạm Miles đã bị bắt. Vậy tại sao hắn còn dám hăm dọa cảnh sát Danny? Chúng ta hãy cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ phim 12 vòng xoáy sinh tử này của mình nhé. Mở đầu bộ phim là cảnh tấp nập một khu phố phồn hoa ở LA, Mỹ. Tại đây có nhiều tên tội phạm đang bị cảnh sát FBI theo dõi. Họ hòa mình vào cùng dòng người và sử dụng các camera vệ tinh để nhận dạng bọn tội phạm. Dường như có một cuộc vây bắt lớn sắp diễn ra. Còn ngôi nhà này là mái ấm của anh chàng cảnh sát Danny của chúng ta. Danny đang chuẩn bị đi làm thì bỏ quên mất huy hiệu ở đâu không biết. Rồi cô vợ Molly của anh đi tới. Cô bảo sao anh hậu đậu thế? Nói xong, cô ấm chú cún bỏ đi cùng với nụ cười khoái chí. Danny vòng ra theo sau và cũng thấy chiếc huy hiệu của mình. Rồi Danny phải trao một nụ hôn thủ tục cho vợ và đi ra xe. Bắt đầu buổi trực đêm với anh bạn đồng nghiệp thân thiết là Hank này. Cả hai vừa được gửi xuống thông tin về một tên tội phạm đang được FBI truy lùng gắt gao. Ở phía bên FBI, những đối tượng tình nghi vẫn đang được theo dõi và nhận dạng. Anh cảnh sát da đen này là đội trưởng đội điều tra tội phạm FBI. Anh tên là Gio, đang truy lùng một tên tội phạm khét tiếng. Người đàn ông Island này đang bị tình nghi và lọt vào máy quay. Hệ thống phân tích dữ liệu đã xác nhận hắn chính là tên tội phạm thông minh và rất nguy hiểm. Hắn tên là Mai. Và tên tóc dài này đây là Samuel. Hắn cũng là một tên tội phạm đang được FBI giao cho một nhiệm vụ là làm mồi nhử tên Mai xuất hiện. Đổi lại, hắn sẽ được gặp người em trai đang bị bắt giam của mình. Tên Mai có vẻ thong dong và không hề có chút lo lắng gì. Hắn thản nhiên đi qua các khu phố, lại còn chỉ người ta cách đánh cờ các kiểu. Sau đó, hắn lên một chiếc taxi. Ở chỗ Gio, anh và cấp dưới Ray đang chuẩn bị cho kế hoạch tóm bắt tên Mai lần này, vì đây là lần đầu tiên tên Mai lộ diện trong vòng 2 năm qua. Trở lại bên chỗ Danny và anh bạn Hank, cả hai vừa đi tuần tra, vừa tâm sự, vừa chia sẻ về chuyện gia đình với nhau. Anh bạn Hank bảo với Danny, tôi không đô con bằng anh nhưng tôi khiêu gợi hơn anh nhiều. Đến chỗ giao dịch, tên Mai ung dung một mình bước vào điểm hẹn. Bọn Samuel bước ra ngoài dàn trận. Sau vài câu chào hỏi, Samuel đã lật kèo phía FBI. Hắn bảo với Mai là FBI đã bắt hắn phải làm thế, rồi vứt tai nghe, rút súng ra bắn thẳng vào tên Mai. Sau đó, Samuel chỉ thẳng vào camera và nói muốn đổi tên Mai, chuộc lại em trai của mình. Nói xong, cả đám bắn phá hết tất cả các camera xung quanh. Bên phía FBI bị chơi cho một vố, bọn họ phải lập tức triển khai hành động truy bắt trực tiếp. Trong chiếc xe chở tên Samuel, lúc này đột nhiên tên Mai tỉnh dậy như chưa hề bị thương. Hắn có mang áo chống đạn. Hóa ra đây chỉ là màn kịch của bọn chúng, được diễn với khán giả là nhóm cảnh sát FBI. Bên phía Danny và Hank lúc này đang đi trinh sát và theo dõi thông tin về tên Mai, thì nhận được thông tin FBI cần phải hỗ trợ truy bắt, rồi cả hai bắt đầu mở còi và tiếp ứng. Trong xe, Mai và Samuel đang bàn bạc kế hoạch để Samuel gặp lại em trai mình, thì tên Mai danh ma này đã lại lật kèo. Hắn đưa cho Samuel một số điện thoại để gọi gặp em trai mình. Hóa ra đó lại là số điện thoại của hắn. Samuel chưa hiểu chuyện gì thì Mai đã rút con dao và đâm vào bụng tên Samuel. Samuel chết ngay tại chỗ. Khi chiếc xe của hắn dừng lại thì đã có một người phụ nữ xinh đẹp này đang đứng đợi. Cô ta chính là Erica, bạn gái của Mai. Rồi cùng nhau mở chiếc vali ra. Chiếc vali chứa toàn là kim cương. Rồi cả hai người lên xe và rời đi. Thật trùng hợp, khi bọn chúng đến ngã tư đèn xanh, đèn đỏ, lại gặp phải Danny và Hank. Lúc đầu cả hai anh không nhận ra, sau khi đi một đoạn thì Danny nhìn video trên màn hình, thấy cô gái hồi nãy là người đã nhảy cùng tên Mai. Cả hai vội vàng quay xe và đuổi theo và cũng kịp bắt chiếc xe của Mai và Erica dừng lại. Anh bạn Hank xung phong đến kiểm tra và thăm dò, khó hiểu là lúc này trên xe chỉ có một mình cô gái. Hank đúng là anh chàng ế 6 năm, vừa thấy gái xinh là đã sao nhãng lo gạ gẫm. Danny bắt anh phải nghiêm túc lên, giấy tờ có vẻ hoàn toàn hợp lệ. Danny bắt Hank yêu cầu kiểm tra cốp xe thì bất ngờ tên Mai bật ra và nổ súng ỉn đùng. Danny và Hank phải dùng thân thủ tránh đạn vội vàng, rồi Erica đạp ga, chiếc xe vút đi, để lại Hank đang bị sượt một vết đạn vào mông. Danny chạy lại hỏi Hank có ổn không, rồi anh chàng một mình đuổi theo Mai trong sự ngăn cản của anh bạn Hank. Danny cứ như là một vận động viên thi môn vượt chướng ngại vật. Anh chạy bộ để đuổi theo chiếc xe, anh leo qua hàng rào, xông qua cả nhà người dân trong sự ngơ ngác của họ, rồi băng qua những con hẻm, tông sập những tấm kính, phá cả hàng rào, kinh động đến cả chú chó. Không may khi leo qua hàng rào, anh lại đánh rơi khẩu súng của mình. Nhưng rồi anh vẫn tiếp tục đuổi theo chiếc xe. Vì đi đường tắt nên anh đã chặn được hướng đi của chiếc xe. Anh đẩy chiếc thuyền ra đường để ngăn lại. Thế là chiếc xe của Mai tông phải và bay lên lăn vài vòng rớt xuống. Ấy vậy mà hắn và cô bạn gái lại chỉ bị xây sức
nhẹ. Danny nhặt được khẩu súng và khống chế hai người. Cô vừa chạy ra đường thì bị một chiếc xe bán tải tông vào và chết ngay tại chỗ. Tiền Mai điên tiết và hỏi tên của Danny. Hắn đã nói là thù này tao sẽ trả. Thế rồi, cảnh sát cũng đã đến rất đông, Tiền Mai đã bị bắt. Sau vụ bắt được Tiền Mai, cả hai đã được thăng chức, tăng lương, nhưng Danny vẫn cảm thấy áy náy về cái chết của cô gái kia. Buổi sáng hôm sau, Danny thức dậy, bước ra khỏi phòng thì thấy cả nhà đều bị ngập nước. Thì ra, van ống nước ở nhà bị hư. Ông thợ sửa đã khuyên hai người nên thay van khóa rồi, nhưng vì tiết kiệm nên hai người đã nói sẽ tự xử lý được. Lời qua tiếng lại, Molly có chút không vui, cô đành vội vàng đến bệnh viện để thay ca làm việc. Danny ở nhà và đột nhiên anh nhận được một cuộc gọi đặc biệt. Đầu dây bên kia vừa giới thiệu tên là Mai thì Danny đã biết có chuyện không hay xảy ra rồi. Tiền Mai đã lập kế hoạch vượt ngục thành công và hắn đến tìm Danny để trả thù cho cái chết của cô bạn gái hắn một năm trước. Hắn hăm dọa đủ điều về Molly khiến Danny lo lắng chạy ra khỏi nhà để rượt theo Molly. Rất may là anh vừa chạy ra một đoạn thì chiếc ô tô của anh đã phát nổ. Sau đó hắn quay qua cảnh báo về ngôi nhà của anh thì ngôi nhà cũng phát nổ tanh bành cùng anh thợ sửa ống nước không may mắn. Mai muốn lập ra một trò chơi có 12 vòng sinh tử với Danny. Khi hắn khống chế Molly làm con tin và một vòng vừa kết thúc, Danny đã thua một vòng. Thấy tên này có vẻ nguy hiểm và rất nghiêm túc, Danny vội vàng gửi lại chú cún cho nhà hàng xóm và chạy bộ đuổi theo Molly ra bến tàu. Trên tàu, như một sự sắp đặt, Molly bị một người đàn ông mượn chiếc điện thoại để gọi, khiến cho những cuộc gọi của Danny đều không liên lạc được với cô. Khi Danny chạy đến bến tàu thì chiếc tàu đã rời đi. Anh thét lớn nhưng Molly ở trên tàu vẫn không thể nghe thấy. Anh mượn một chiếc ô tô và đuổi theo đến bờ bên kia. Danny vừa chạy vừa gọi thông báo về cho anh là tên Mai đã vượt ngục và muốn bắt cóc Molly. Anh đã sử dụng kỹ thuật zip xe liên tục qua các khúc cua, gây nên nhiều va chạm, nhưng cuối cùng cũng đến nơi nhưng anh không tìm thấy Molly đâu. Lúc này, Hành cũng đã đến nhưng anh chưa tin việc Molly bị bắt cho đến khi Danny gọi cho Molly thì người bắt máy tên là Mai. Hắn thông báo vòng 2 đã kết thúc và cho Danny nghe giọng của Molly. Đến lúc này, Hành mới thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Bắt đầu vòng 3, hắn đưa cho Danny những gợi ý để anh tìm ra địa chỉ trong một thời gian nhất định. Nếu không đến được đúng nơi hoặc quá thời gian thì coi như thua. Danny và Hành theo gợi ý tìm đến nơi mà một năm trước đã xảy ra sự kiện tóm được tên Mai. Tại đó lại có những gợi ý và chúng dẫn Danny đến sở cứu hỏa của người em trai. Danny gọi cho người em trai của mình, anh yêu cầu cậu em và mọi người di chuyển ra ngoài vì nghi tên Mai đã đặt bom bên trong. Danny cùng Hành liền chạy đến sở cứu hỏa đúng thời gian quy định của hắn thì nhận được một cuộc gọi trong cửa hàng bên cạnh. Hắn báo Danny làm tốt lắm và kết thúc vòng 3. Tiền Mai đã tạo ra một đám cháy ở một khách sạn khu vực khác, bắt Danny phải đến đó và lên tầng 10 để lấy thông tin về hai số tài khoản. Nếu không lấy được thì trò chơi kết thúc. Hành cảm thấy chừng ấy thời gian là không đủ để đến vị trí đó, nhưng anh vẫn bảo Danny có thể đi bằng xe cứu hỏa. Hành gọi anh lấy lại sự tỉnh táo, còn Hành sẽ về trụ sở để lập ra một phòng tác chiến điều tra. Lúc này, nhóm cảnh sát FBI cũng vừa đến. Gio và Ray vừa nhắc đến Mai thì Danny đã hiểu và quyết định đi theo họ. Gio là người đã theo sát tên Mai này khá lâu, đã nhiều lần truy đuổi suýt bắt được hắn, nên anh là người rất hiểu hắn. Và lần này Gio lại muốn tóm được tên Mai. Gio có vẻ ủng hộ cho Mai chơi trò chơi với Danny vì trước nay hắn không hề lộ rõ ràng như vậy. Gio mong tên Mai sẽ lòi ra sơ hở khi Mai tập trung vào Danny, nên anh cũng mặc cho Danny thực hiện trò chơi bất chấp có thể ảnh hưởng tới dân thường. Đến nơi, Danny lập tức mang đồ bảo hộ và chạy lên vị trí mà Mai yêu cầu. Khi phá được cửa bước vào, thì anh cùng cậu em trai lại thấy được hai quả bom và chỉ còn 7 phút để anh có thể mang chúng đến cảng. Một hộp sẽ chứa bom thật, một hộp sẽ cung cấp đầu mối cho vòng 5. Chỉ có 7 phút, việc ra khỏi tòa nhà là không thể, huống chi phải di chuyển đến bến cảng. Danny đành liều mình, anh tận dụng cuộn dây và mượn đôi găng tay của cậu em trai, rồi phóng ra bằng đường cửa sổ, đu theo sợi dây xuống dưới. Không may là sợi dây hơi ngắn khi còn cách đất 2 tầng, Danny phải nhảy xuống. Đúng là trong họa có phúc, rất may là không sao. Anh trèo xuống và mượn tạm một chiếc xe cứu hỏa gần đó. Anh tông cả xe cảnh sát, tông nát cả dàn xe mô tô ven đường. Chiếc xe cứu hỏa trong tay anh như một con quái thú, nó càn quét hết tất cả mọi thứ trước mặt. Danny lạng lách đánh võng, chiếc xe cứu hỏa hốt sạch quán ăn ven đường, rồi lại tông vào những chiếc xe ô tô khác, chẳng mấy chốc bị anh làm rối loạn cả lên. Anh đến được bến cảng và yêu cầu đội gỡ bom đến. Cùng lúc này, thời gian đã hết, anh buộc phải chọn một trong hai chiếc hộp bom và ném đi. Và chiếc anh chọn đã ném chính xác là một quả bom. Đội phá bom cũng đã đến. Chiếc hộp còn lại được cưa ra, trong đó là thông tin về khách sạn mà tên Mai đã để lại. Phòng 6 bắt đầu, rồi Danny cùng các nhân viên FBI cũng chạy đến khách sạn và vị trí căn phòng mà tên Mai đã ở. Hắn để lại chiếc thẻ tên Molly cho Danny. Lúc này, Danny và Gio đến phòng quan sát, check lại camera thì thấy tên Mai. Hắn còn giơ bảng trêu ngươi là hắn vẫn còn ở đây. Sau đó trong camera lại thấy hắn đang đi cùng một anh nhân viên to béo. Danny vội vàng đi tìm anh nhân viên to béo đó. Còn phía bên này, Hành đang điều tra về kế hoạch vượt ngục của tên Mai nhằm tìm ra manh mối. Hơn 10 chục tên vượt ngục nhưng chỉ có Mai là trốn thoát.
Anh chàng to béo đi với Danny đến chỗ thang máy. Anh ta hoàn toàn không biết gì về Mai vì Mai chỉ là người khách thuê. Đang đi thì thang máy bị hư và tên Mai cho gọi Molly đến báo. Thang máy đã bị tên Mai điều khiển và nó sẽ rơi trong 30 giây nữa. Một là Danny sống, hai là cả hai cùng chết. Danny nhanh chóng phá phía trên và leo lên. Anh cố gắng cứu lấy anh chàng to béo. Cuối cùng cũng leo lên được nóc thang máy nhưng tên Mai đã cho thang máy rơi cùng anh chàng to béo tội nghiệp kia. Vụ rơi thang máy đã làm hỏng đường dẫn khí ga và cảnh sát buộc phải sơ tán mọi người ở các tòa nhà lân cận. Danny thẫn thờ trước những cái chết xảy ra. FBI yêu cầu anh câu giờ trong cuộc gọi của tên Mai để họ tìm ra vị trí của hắn. Nhưng hắn hoàn toàn biết trước điều này nên đã thay sim liên tục và kế hoạch truy lùng vị trí của FBI là hoàn toàn thất bại. Quá nản với FBI, Danny gửi lời chào mỉa mai của tên Mai đến Gio rồi bỏ đi. Danny bước vào sảnh khách sạn, nhìn những bức tranh và tìm thấy một manh mối khác, rồi có một cuộc gọi đến của Mai. Lúc này, Ray lại không muốn bắt máy. Ray sợ anh tham gia tiếp vào trò chơi sẽ gây hại thêm nhiều người vô tội. Điều này làm Gio nổi điên lên với Ray và bảo anh im mồm. Danny buộc phải bắt máy để biết tên Mai muốn làm gì tiếp theo. Hắn bắt Danny đến địa điểm hắn yêu cầu trong vòng 10 phút nữa. Đang có một chút mâu thuẫn giữa Gio và Jay. Gio cảnh báo Ray đừng tỏ vẻ như anh hùng vậy nữa. Danny thì đã tìm đến vị trí của Mai yêu cầu. Anh bước lên chiếc xe buýt và gặp lại Molly, nhưng trên áo cô ấy đầy đèn xanh đèn đỏ. Danny cởi áo khoác của Molly ra thì thấy cô đang mang trên mình những quả bom nên anh cũng không dám manh động. Anh buộc phải làm theo những gì tên Mai nói. Hắn còng tay Danny lại và cột vào và bảo rằng nếu tay hắn không chạm vào bộ điều khiển này trong vòng 10 giây nữa thì bom sẽ nổ. Bên ngoài FBI đang ra lệnh cho đội bắn tỉa Mai phục sẵn. Gio ra lệnh cho đội bắn tỉa được phép bắn chết Mai. Khi chiếc xe buýt đi đến vị trí, Danny nhìn thấy lính bắn tỉa. Anh vội vàng ôm lấy Molly và Mai cúi người xuống. Xe buýt dừng lại và tên Mai lại thoát. Sau khi được mở còng, Danny lao vào đấm cho Gio không trượt phát nào. Anh bảo Gio quá ngu ngốc, nếu bắn chết Mai ngay trên xe buýt thì bom sẽ phát nổ và tất cả mọi người sẽ chết. Vì cứu tên Mai nên Danny đã bị viên đạn của lính bắn tỉa sượt qua làm bị thương. Lúc này, anh đến hỏi thăm sức khỏe của Danny. Anh có chút hối tiếc khi đã tiếp cận gần tên Mai nhưng không hề làm gì được hắn. Anh cũng nghĩ ra mục đích của tên Mai là trừng phạt lại Molly vì những điều trước kia anh đã gây ra cho cô bạn gái của hắn. Anh tự trách mình. Danny thấy thế tiết lộ cho anh một thông tin là anh đã tìm ra được một đàn em thân thiết với Mai trong tù. Tên đó là Deluso. Hắn được tha bổng vào 3 tuần trước và hắn đang ở thị trấn này. Anh đã truy tìm ra được địa chỉ của tên Deluso và anh sẽ đến đó theo dõi hắn ta nhằm tìm ra hành tung tiếp theo và kế hoạch của tên Mai. Vòng chơi thứ 8, Mai bắt Danny sẽ gọi đến những số điện thoại mà hắn đưa trong vòng 10 giây và Danny đã không kịp. Vòng chơi thứ 9, Mai thông báo cho Danny, nhiệm vụ vòng này là anh phải dừng chiếc xe điện đó trước khi nó đâm vào cuối tuyến đường. Danny cùng sự trợ giúp của Ray đã nhanh chóng lên xe di chuyển đến vị trí của chuyến tàu. Danny lái xe, Ray gọi về cho trung tâm chỉ huy, báo cắt điện cho tuyến tàu nhưng đường dây bị bận và không ai trả lời. Mọi người trên phố nơi con tàu mất phanh đi qua vẫn đang vui chơi náo nhiệt, họ không hề biết nguy hiểm đang sắp đến. Con tàu dần dần đi vào cuối tuyến, anh nhân viên điều khiển đã không thể phanh giảm tốc độ được, lúc này mới biết đã có sự cố xảy ra. Phía bên hành, anh đã tìm đến nhà Deluso nhưng hắn đã lẻn ra cửa sau. Rất may là anh đồng nghiệp hành đang ngồi trong xe đã nhìn thấy hắn. Tên Deluso đi vào một nhà máy cơ khí. Hắn phát hiện đã bị theo dõi nên hành bước vào thì không thấy ai mà chỉ nhìn thấy những bức hình tại địa điểm mà tên Mai đã lập kế hoạch từ trước. Hành nghe thấy một tiếng động, quay lại thì tên Deluso đã chĩa súng vào anh. Nhưng hắn cũng không ngờ hắn cũng chỉ là con cờ tốt thí của Mai. Tên Mai này đã cài sẵn mìn và cho nổ tung cả nhà máy. Phía bên Danny, anh lái xe đuổi kịp chuyến tàu. Anh cho xe chạy trước để hãm lại tốc độ chiếc tàu. Nhưng làm sao ngăn được một khối sắt nặng 40-50 tấn bằng một chiếc ô tô trên dưới 900 kg? Danny đành phải để cho Ray lái xe, còn anh thì trèo ra, đạp kính và leo lên chiếc xe tàu điện. Anh cố gắng thắng lại nhưng không được, sau đó anh trở lại vô xe ô tô. Con tàu lúc này là không thể cản phá, nó nghiền nát mọi thứ và chướng ngại vật trên đường nó đi. Nó cứ băng băng lao về phía trước. Danny đành liều lĩnh một lần nữa. Anh cùng Ray nhảy ra khỏi xe và cho chiếc xe ô tô tông vào trụ điện để ngắt nguồn điện. Nguồn điện đã được ngắt nhưng quán tính chiếc tàu vẫn còn lao về phía trước. Cả hai bật dậy chạy thông báo cho mọi người sơ tán nhanh. Cũng may vẫn còn kịp, con tàu tông vào các hàng quán và dừng lại. Cũng may là mọi người đều ổn và không sao. Danny vui mừng vượt qua được vòng này. Anh nhận được cuộc gọi của Mai. Hắn đã biết việc Hành theo dõi Deluso nên chắc chắn Hành sẽ gặp nguy hiểm. Danny vội gọi cho Hành nhưng không được. Lúc này, Gio chạy đến thông báo cho Danny đã có vụ nổ ở nhà máy và Hành ở trong đó không có cách nào thoát kịp. Danny bực tức, không hiểu sao tên Mai lại biết hết tất cả mọi thứ. Đến lúc này, anh đã không thể giữ bình tĩnh được nữa khi đã mất đi người bạn thân nhất. Gio kể lại hành trình anh truy tìm tên Mai và thứ duy nhất anh tìm được là chiếc xe đồ chơi của hắn mà anh luôn mang theo bên mình. Anh thừa nhận mình đã phạm phải sai lầm, anh đã quên là anh chỉ nghĩ về tên Mai mà còn là về những người mà hắn đã làm hại. Bây giờ cả ba người, Danny, Gio, Ray mới bắt đầu thực sự hiểu được tên Mai và trách nhiệm của họ. Đúng lúc này, tên Mai gọi đến, đây là vòng chơi cuối cùng, mọi thứ sẽ kết thúc sau vòng này.
hắn đưa cho Danny những gợi ý và cả ba người nghĩ Mai đang ở nghĩa trang nơi chôn cất bạn gái hắn nên lập tức truy tìm thông tin và đi đến đó. Đang đi thì Danny có một cuộc gọi từ cấp dưới của Hanh tại trụ sở. Anh ta thông báo là tất cả mọi kế hoạch tên Mai đã sắp đặt sẵn để dẫn lối cho anh làm những điều như hắn mong muốn. Kể cả việc anh chàng to béo bị rơi cùng thang máy là do tên Mai đã điều khiển cho rơi sớm hơn 5 giây. Danny đột ngột dừng xe lại. Ray và Gio thắc mắc tại sao anh lại làm như vậy. Danny nói là tên Mai đã vạch ra mọi thứ và mọi điều anh làm là đúng theo như ý hắn. Hắn cũng nắm rõ những suy nghĩ và hành động tiếp theo của anh và cảnh sát. Cả ba bắt đầu sâu chuỗi lại thông tin và những dữ liệu cuối cùng họ tìm ra được là mục đích của tên Mai không phải là để trả thù mà là vì tiền. Hắn đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát. Cùng với những sự sắp xếp của hắn, cảnh sát đã phải cho sơ tán 3 tòa nhà khi đường dẫn khí ga bị hỏng. Một trong 3 tòa nhà đó chính là kho dự trữ tiền quốc gia. Tại đây chứa hơn 150 triệu đô la của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Yo lệnh cho Ray cùng SWAT đến kho dự trữ tiền để phong tỏa tất cả, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Còn Gio sẽ cùng Danny đi đến nghĩa trang để cứu Molly. Tên Mai đã bắt đầu hành động. Từ đầu, hắn đã biết anh chàng to béo làm thêm một công việc ở đây nên đã cố tình giết anh để đến làm thay. Rồi hắn làm cho khu này bị sơ tán, nhân lực còn ít để trà trộn và hạ gục những nhân viên còn lại. Hắn bỏ tiền vào đường ống nước dành cho chữa cháy khẩn cấp và hút lên bồn xe chữa cháy. Sau đó, hắn di chuyển cùng Molly đến bệnh viện trên chiếc xe chữa cháy này. Hắn đã cho nổ quả bom trước bệnh viện để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn, để hắn có thể dễ dàng mang bao tiền còn ướt tiến vào bệnh viện. Danny chạy ngang nhìn thấy xe cứu hỏa thì anh mới như thông suốt. Thật ra chỉ có xe cứu hỏa mới được tự do ra vào khu bị sơ tán. Và Molly chính là tấm vé thoát thân của Mai nên Mai sẽ không thể nào tách khỏi Molly. Trên sân thượng bệnh viện lại có sân bay trực thăng cứu hộ nên anh quyết định quay xe đến bệnh viện. Ở bệnh viện, tên Mai đã cùng Molly mang bao tiền lên sân thượng vì Molly là nhân viên y tế ở đây nên có thể dễ dàng ra vào và cô cũng biết là trực thăng cứu hộ. Hắn đã yêu cầu Molly khởi động trực thăng. Molly nhìn thấy Danny tới thì cô cố tình làm chậm lại để câu giờ. Máy bay vừa bay lên thì Danny và Gio chạy ra. Tên Mai lấy súng và đã bắn trúng vào bụng của Gio. Gio bảo Danny cứ đuổi theo chiếc máy bay. Danny có thừa sự liều lĩnh không ai bằng. Anh lấy trớn chạy và phóng lên, anh đã bám được vào chiếc trực thăng và khiến nó chao đảo. Lúc này, tên Mai tức giận mở cửa máy bay định bắn anh, nhưng anh đã kịp ngăn cản làm hắn bắn vào máy bay. Danny cũng leo được vào bên trong, anh vã cho tên Mai không triệt phát nào. Hắn ta rõ ràng thông minh và làm mưu, nhưng về võ thuật đối kháng thì không thể nào bằng Danny được. Tuy nhiên, do máy bay chật hẹp và chao đảo, Danny tưởng hắn đã ngất xỉu nên định hỗ trợ cho Molly, thì tên Mai lại bật dậy đánh lén và dùng dây siết cổ Danny. Sau đó, hắn cầm được con dao mổ đâm vào anh. Rồi hắn cầm được cây súng định kết liễu Danny thì Molly đã nhanh trí cầm điều khiển máy bay làm hắn mất lợi thế. Danny đảo ngược tình thế, đâm hắn đến mặt mũi be bét máu. Lúc này, máy bay đã hỏng và chuẩn bị rơi. Tên Mai cũng nhận thấy không thể trốn khỏi nên đã đi nước cuối. Hắn kích hoạt cho quả bom hẹn giờ hoạt động và vứt đi bộ điều khiển. Trong tình thế này, không còn cách nào khác ngoài việc rời khỏi máy bay. Danny máu liều hỏi Molly có tin anh không, rồi cả hai ôm nhau cùng nhảy xuống một hồ bơi phía dưới. Đúng là chỉ cảnh có trong phim mà thôi. Quả bom lúc đó cũng phát nổ, tên Mai cũng hóa thành tro tàn cùng những đồng đô la. Gio nhìn thấy cảnh tượng cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Thế rồi, Danny và Molly cùng dìu nhau đi với sự thẫn thờ của một đôi trẻ đang bơi tại đó. Bộ phim đến đây là kết thúc, một bộ phim hành động kịch tính và hấp dẫn. Tình cảm gia đình được đặt lên trên tất cả mọi thứ, và khi có ai muốn làm tổn hại nó thì kẻ đó phải bị trừng trị. Nhân vật chính đã bất chấp gian nan, nguy hiểm để cứu được một nửa cuộc đời mình. Cũng tiếc thương cho sự hy sinh của anh bạn đầy chân thành. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.